Sáng ngày 29 tháng 10, Ủy ban nhân dân quận họp nghe các cơ quan đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ Hưng Đạo Đường Bùi Viện. Đồng chí Phạm Văn Diện, Ủy viên quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ Hưng Đạo Đường Bùi Viện, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn quận là 17,79 ha, bao gồm đất nông nghiệp, đất ở và đất 5% do phường quản lý việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 270 hộ đất nông nghiệp đang được thực hiện theo kế hoạch. Riêng với 15 hộ có đất ở và 21 hộ đang sử dụng đất 5% do phường quản lý gặp nhiều khó khăn, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh nguồn gốc đất, quá trình diễn biến sử dụng đất. Đồng chí Phạm Văn Diện, Ủy viên quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ Hưng Đạo, đường Bùi Viện, các đơn vị liên quan và phường đồng hòa phối hợp chặt chẽ khẩn trương thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền chức năng nhiệm vụ tháo gỡ các vướng mắc khó khăn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án